Xin chào cả nhà, chào mừng đến với phần 51 của bộ truyện Ta sở hữu hệ thống bung tiền bao gái để tăng cấp. Nếu thấy hay hãy cho mình một like và một đăng ký kênh. Chúc cả nhà xem video vui vẻ. Trên đường đua người đàn ông chơi dơ khi mà cố ý dùng mô tô của mình lại gần va chạm với Lâm Tân một cách lộ liễu. Sau khi ép được Lâm Tân, người đàn ông liền nhanh chóng mà vọt lên phía trước thật nhanh. Lâm Tân thấy vậy cũng không mấy khó chịu ngược lại còn rất vui vẻ. Ồ, đó là cách mà anh ta làm chủ cuộc đua đó sao? Cha chiếc mô tô chạy trên đường, dẫn đầu là người đàn ông tiếp theo là bạn trai cũ nhu nhu cuối cùng là lâm tân nhà ta đến khúc cua lâm tân không chút do dự mà lên ga sau đó phóng với tốc độ nhanh đến hỏng cả bánh xe trước ở điểm xuất phát nhu nhu mà mẹ mình thấy lâm tân chơi ngu như vậy thì thật sự rất lo lắng phía trước có một khúc cua rất gắt mà anh ta vẫn tăng tốc ư ừ. lâm tân phóng nhanh nghiêng người sang một bên một cách thần sầu dáng vẻ điệu luyện khỏi phải nói nhu nhu bất ngờ đứng tim trước cảnh này đến khúc cua cả người cùng xe của Lâm Tân nghiêng hẳn sang một bên như có thể té bất cứ lúc nào. Lâm Tân cuối cùng đã bắt kịp bạn trai cũ Nhu Nhu, người đàn ông thấy Lâm Tân xuất hiện sau lưng thì không khỏi mà kinh ngạc. Bạn trai cũ Nhu Nhu chơi mất dạy khi mà vung chân muốn đá Lâm Tân bay đi, đi chết đi. Lâm Tân dùng tài nghệ điều luyện nhất cả chiếc xe lên để tránh cú đá của bạn trai cũ Nhu Nhu. Nhu Nhu thấy được cảnh này liền vui như một đứa trẻ được cho kẹo, tuyệt vời. Bạn trai cũ Nhu Nhu hiện tại đã bị Lâm Tân bỏ xa với cái sự ngu ngốc trợ búa của mình. Lâm Tân chạy lên trước còn không quên nhìn ra sau mới ánh mắt coi thường. Sau khi vượt mặt bạn trai cũ nhu nhu thì hiện tại cuộc đua chính thức mới bắt đầu diễn ra. Lâm Tân phi nhanh về phía trước, người đàn ông vừa chạy vừa nhìn ra Lâm Tân, hắn ta thật sự đã bắt kịp mình. Vừa nghĩ xong người đàn ông nhanh chóng nở một nụ cười tà ác, âm hiểm, vậy thì ta sẽ tiễn ngươi một đoạn vậy. Đến khúc cua, cả hai liền cua xe một cách khét lẹt không ai thua ai. Lâm Tân cau mày dường như đã nhận ra ý định của người đàn ông, muốn ngăn tôi lại à? đột nhiên cả xe lâm tân hỏng bánh sau đó một phát chạy ngang lên sườn núi để xem làm thế nào mà anh có thể ngăn chặn được tôi người đàn ông nhìn lên lâm tân mà không thể nào tin được chuyện đang diễn ra trước mắt cái gì hắn ta thật sự có thể chạy lên đường núi luôn sao đây mà còn là con người hà người đàn ông không chấp nhận sự thật không thể nào lâm tân hiện tại đã từ trên núi bắt đầu sổ xuống sau đó cứ thế mà ở trên không vụt mặt người đàn ông một cách điệu nghệ hành động này của lâm tân khiến người đàn ông cùng bạn trai cũ nhu nhu chạy theo sau không thể nào tin được điều này là phản khoa học rồi những người ở điểm xuất phát chứng kiến hết mọi cảnh qua một chiếc điện thoại cũng rất lo lắng hoang mang kèm theo sự bất ngờ lâm tân trên không nhìn xuống hai kẻ thua cuộc mà buông lời châm chọc tại sao anh lại nhìn tôi như thế lo mà nhìn đường đi chứ nói rồi lâm tân một phát chạy vèo về phía trước dẫn đầu người đàn ông lo lắng không ổn bạn trai cũ nhu nhu vì không chú ý mà mãi nhìn lâm tân hiện tại chiếc xe đã đâm sầm vào sườn núi té cả người lẫn xe à, sau khi xe đáp đất lâm tân cứ thế mà được đà lấn tới phong như bay người đàn ông chạy theo sau nhìn bóng lưng lâm tân mà đen mặt đen mày nghiến răng đờ mờ là mày ép tao phải làm vậy xem ra là muốn chơi bẩn nữa đây mà nghĩ rồi người đàn ông nhanh chóng nhấn vào một chiếc nút trên xe mô tô chiếc xe như được bắp năng lượng mà phát ra cả lửa xanh từ ống bô điều này làm cho chiếc xe chạy nhanh hơn người đàn ông nhanh chóng lao về phía trước cùng khuôn mặt đắc ý khuôn mặt cực kỳ hung tợn kèm theo sự ghê rợn tao không chỉ muốn mày thua tao còn muốn mày phải chết chơi mà chơi chủ đồ tồi cùng với ý chí muốn giết lâm tân mà người đàn ông đã dường như bắt kịp lâm tân một cách nhanh chóng tao sẽ giết mày nhu nhu thấy được điều này liền tái xanh mặt mày mà sợ hãi không người đàn ông chạy đến gần nhưng lâm tân lại nghiêng xe về một bên để hỏng bánh sau bánh xe lâm tân ngáng đi chiếc xe của người đàn ông cứ thế mà người đàn ông bay lên cao một cái vẻo. Người đàn ông bay cao trên không cùng chiếc xe hiện tại mới biết sợ hãi là gì, CMN, sao lại như vậy? Trên đường đua hiện tại chỉ còn mỗi một mình Lâm Tân tung hoành ngang dọc không sợ bố con thằng nào nữa. Người đàn ông ở trên cao cũng đã rời khỏi chiếc xe mô tô mà chơi với, aia Lâm Tân ở dưới chạy cực kỳ thông thả về đích, cô gái trọng tài phất cao cái quần xì lip. Trò chơi kết thúc và người chiến thắng là Lâm Tân, Lâm Tân đến đích thông thả dạy đời. Trên thế giới có hàng ngàn con đường, tại sao lại chọn con đường nguy hiểm này để đua nhỉ? Việc lái xe trái phép như này có thể khiến người thân của anh bật khóc đấy, đúng là thắng nên muốn nói gì thì nói, nói gì cũng đúng hết á. Lâm Tân chiến thắng giữa sự vỗ tay hô hào cổ vũ của mọi người xung quanh, hoan hô, Ho, tôi thậm chí còn không nghĩ đến việc anh ta có thể giành chiến thắng. Đúng là một người đẹp trai lại còn đa tài, tôi muốn gọi anh ấy bằng cái tên quen thuộc, Ghost Rider. Nhu Nhu đứng ở xa nhìn về phía Lâm Tân mà rung động. Sao trước giờ mình không nhận ra Anh ta đẹp trai vãi trưởng Mới gặp có mấy tiếng trước mà kêu trước giờ Bà này xạo vãi Đã vậy còn rất dễ dãi khi mà độ hảo cảm nhanh chóng tăng lên cái vèo Độ hảo cảm hiện tại là 50% Ok video hôm nay đến đây là kết thúc Nếu thấy hay đừng quên cho mình một like và một đăng ký kênh Cảm ơn cả nhà rất nhiều Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại